Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì trong khuôn khổ video này thì em vừa về một chiếc Vios bản G màu bạc hoặc màu xám tùy theo cách gọi của mỗi người, thì em sẽ quay cận cảnh cái màu này cho anh chị xem. Và ngoài ra thì em cũng cập nhật cho anh chị cái giá bán của cuối tháng 11 cho các dòng xe Vios sắp tới. Thì dòng xe này cũng rất hot, giá thay đổi liên tục bởi vì là cái lượng xe bên em sản xuất không đủ và có cái chính sách có cái dự thảo giảm thuế tiếp theo, nên là cái lượng xe đặt cũng khá nhiều. Thì đây là trước mắt chúng ta, đây là bản G màu xám, giá niêm yết là 581 triệu. Bản Vios thì được phân phối thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, trong đấy thì có một bản phiên bản thể thao thì cũng không được ưa chuộng quá nhiều, nên là em cũng sẽ con phổ video này em sẽ không giới thiệu. Tuy nhiên là 3 phiên bản được ưa chuộng nhất là phiên bản số sàn E số sàn thì có giá niêm yết là 478 triệu, và hiện tại đang giảm cho anh chị tối đa là 40 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Ngoài ra thì phiên bản tiếp theo, bản E số tự động thì sẽ có chính sách có giá niêm yết là 531 triệu, giảm cho anh chị là 18 triệu tiền mặt, tặng anh chị một năm bảo hiểm thân vỏ và một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Còn bản cao cấp nhất mà cũng là cái dòng xe mà ưa chuộng nhất là trước mặt chúng ta đây, là có giá niêm yết là 581 triệu và hiện tại đang giảm cho anh chị 23 triệu tiền mặt, tặng anh chị 1 năm bảo hiểm thân vỏ và bộ phụ kiện trị giá 15 triệu. Chính sách trả góp bên em thì cho các dòng xe Vios có bên em có ngân hàng riêng của Toyota thì có những cái chính sách ưu đãi riêng để trả góp cho dòng xe Vios. Có lãi suất chỉ từ 1,99% một năm, cố định 6 tháng đầu. Ngoài ra thì em có một gói khác nữa là được vay tối đa 60% giá trị xe và trả góp tất toán cả gốc cả lãi sau một năm. Có nghĩa là sau một năm, trong vòng một năm thì anh chị không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào, vì anh chị tất toán cả gốc cả lãi sau một năm. Thì em ví dụ là anh chị vay 100 triệu từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 thì đến ngày 1 tháng 12 năm 2022 thì anh chị mới phải trả là 107 triệu. Có nghĩa lãi suất của nó là 6,99% một năm, thì là tròn một năm sau anh chị trả một cục là 107 triệu và hàng tháng không phát sinh bất kỳ khoản phí nào nữa. Còn ngoài ra thì em vẫn hỗ trợ tối đa là 80% hoặc là lên tối đa là 90% và trong thời gian tối đa là 7 năm ạ. Về cái giá xe thì em đang tính ví dụ như là chiếc Vios này đang được giảm 23 triệu tiền mặt, thì em tính cho anh chị là chỉ cần bỏ ra 581 triệu này, trừ đi 581 trừ đi 23 triệu tiền mặt là còn 558 triệu, thì anh chị cần chuyển bỏ ra là, nếu mà vay tối đa 90% thì anh chị cần bỏ ra là 55,8 triệu tiền xe để xuất hóa đơn, còn cộng thêm tiền chi phí thuế nữa 58,1 triệu thì là ra cái số cộng với chi phí đăng kiểm nó sẽ rơi vào từ 5 đến 7 triệu tùy theo anh chị ở thành phố hay là ở huyện. Thì số tiền anh chị bỏ ra ban đầu là chưa đến 120 triệu là anh chị có thể bỏ ra để có thể mang chiếc xe này về rồi. Còn đấy là để em tính theo cái giá hiện tại và chưa giảm thuế nhé. Mà nếu anh chị giảm đăng ký theo cái thời gian được giảm thuế của nhà máy ấy, thì đăng ký xong nó chỉ rơi khoảng độ tầm trên dưới 100 triệu thôi là anh chị đã lăn bánh được chiếc xe Vios G này ra ngoài đường rồi. Đấy thì em đang nên trong trường hợp ví dụ luôn cái chiếc xe trước mặt chúng ta đây. Còn hai phiên bản kia nó cũng anh chị cũng tính tương tự như vậy là sẽ ra. Còn anh chị nào vẫn chưa hiểu lắm về cách tính thì có thể là alo giúp em qua số hotline để trên màn hình, thì em sẽ tính cho anh chị về cái giá lăn bánh này, chính sách tặng những gì và cái lãi suất làm sao nó phù hợp nhất với kinh tế của anh chị có bao nhiêu, có muốn trả trước bao nhiêu, muốn trả hàng tháng bao nhiêu, hay là muốn cân đối lãi suất như thế nào, hoặc là chọn gói nào nó tối ưu nhất, thì có thể là alo em sẽ tư vấn anh chị nó cụ thể hơn cho cái từng nhu cầu của anh chị. Em xin phép trong cái video ngắn gọn em xin chia sẻ như vậy, và cần hỗ trợ gì thì có thể alo giúp em qua cái số điện thoại em để trên màn hình nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ạ.